Rắn con đi ra ngoài múc mang cái gậy về cho bố nhé, lên ở ngoài nhà. Con đi vào nhà đi. Anh Tuyên ơi, để đây em hỏi tí. Nhanh. Quốc ra đuổi con chó để bác Tuyên vào, lên lên. Để đây em hỏi tí nha lên. Em đập con chó, đập con rắn chết, bây giờ nó lại trong bụng nó lại ra một con rắn con này. Mà rắn làm sao mà để ra rắn con? Con đi lên nhà đi, gọi mẹ xuống nhanh lên. Mẹ xuống không? Ừ, mang cái đèn pin lên vào. Sao mẹ dạo này toàn thấy chuyện lạ thế này?
Con đi lấy đèn pin này cho bố nhanh lên. Mang đèn pin đi bố, bật bật cái đằng sau lên, bật cái đằng sau lên cho nó sáng. Ấy, ui đèn này lại nó phi này, ui nó phi này. Ô nó phi. Nó ở ngoài chỗ đống ăn ấy này. Em đi lấy con dao hay cái gì về để giết chúng nó đi. Con cầm lấy đèn pin. Ôi mẹ ra nhiều thế. Nó phi nha, nó bay nha. Nó phi ầm. Nó phi ầm ầm. Này này. Này, thấy không? Thấy không? Thấy không? Ở trong bụng nó với rất nhiều con nữa này. Này nó đang quặn để chui ra này. Tại sao lại cái thai cái nhảy rắn nó phải là đẻ trứng chứ làm sao lại đẻ ra con này? Mang đèn về đây. Mang đi cho bố. Này 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 này, nó chui ra từ đít ra này. Bụng này vẫn còn nhiều lắm. Nó đang quặn này là của cái con. Không, con này là chết rồi, còn con nó thôi. Con nó ra thôi. Một tạch từ từ nha, đếm nha. Em lưu ý cái con này nó chui ra đây nha, bụng ra nhá. 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 con này vẫn còn đang ra nữa. Đây này, bụng nó đang quằn quằn lên này, này. Ôi, ra đây này. Đây này. Bụng nó quặn ra nhưng mà nó chui ra theo đường ấy này. Lúc đập nó là căng đét. Này.
Một con rắn thì nó ngắn như này nhỉ? Không phải rắn nước, con này không phải rắn nước. Nó phi kinh lắm nha, nó phi dã man luôn. Con này chết chết rồi này. Ôi chết thôi. Ở trong đây còn nhiều lắm. Ra kia bắt đầu ra này, ơi, ra đuôi trước. Con này không phải là đẻ. Đẻ kiểu gì mà lại ra đuôi trước này. Trời mẹ, ai hôm nay toàn đồ quái thai thế này. Nó phi dã man luôn. Loài đầu đây này. Đấy. Đấy. Cúi đầu đây rồi. Cứ để nó ra đã. Đập cái thân nó đi. Đây lại ra một con nữa này. Anh ơi, anh về rồi à? Ừ, anh về rồi. Anh tiêm cho bà rồi. Tiêm cho bà rồi, mẹ anh sao rồi. Anh đập được con rắn vậy, ra nhiều, đẻ ra nhiều rắn con thế này. Đúng rồi. Ê, ghê lắm. Em bảo chí sang đây không anh xem cái nào. Anh đập ở đâu đấy? Đập ngay ngoài cổng nè. Cổng ngay nhá. Ừ. À, thả cái gì mà thả? Thả chui vào nhà. Đây này, con này đang ra này. Ui ghê quá. Anh tiêm cho bà nữa đi. Ừ anh tiêm rồi. Đếm lại mà. 20 con rồi đấy. 20 con. Chắc là bao nhiêu con em chiều ra mà. 17 con. 17 con á. Em
1, 2, 3, 4, 5. Hiểu ra đàng hoàng điểm chứ Mào. Đây này, 5 con đây. Rồi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gì đây chỗ này? Anh đập được con rắn như này mà nó ra 17, 17 con rắn con nữa. Nó sắp tự chui bụng ra. Rắn gì đây? Rắn đẻ trứng anh Cường, sao lại đẻ con? Thế anh mới bảo là rắn thường thường đẻ trứng chứ làm gì đẻ con, mà tại sao nó lại ra? Đập xong bắt đầu nó quằn quại, quằn quại về đây bắt đầu mới ra đầy như này. Ôi. 17 con rồi mà trong bụng vẫn còn. Mẹ ơi. Mà rắn gì này? Đây này, trong bụng vẫn còn quằn quại nhá. À, rắn nó thường thường đẻ trứng mà tại sao nó lại đẻ con? Theo chú là rắn gì? Hôm qua vừa mới lại chim bay vào nhà xong. Rắn hôm nay thấy rồi. Thấy ngoài này. Ngoài nhà mình gì vậy? Ừ.